Em cảm thấy rằng hai huấn luyện viên có một triết lý và cách vận hành hoàn toàn khác nhau. Và khi mà được tập trung lên đây thì trong đợt tập trung ít ngày trong đợt tập trung này thì em cảm thấy rằng đây là một cái trải nghiệm rất là mới lạ và cực kỳ mới mẻ ở trong đợt tập trung này. Về huấn luyện viên trưởng hiện tại thì em nghĩ rằng ông đang cái lối chơi của ông đã sẽ khác hơn với cả huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Chu Dê đã đang hướng tới cho bóng đá Việt Nam một triết lý rằng cầm bóng và triển khai bóng ngắn nhỏ nhiều hơn so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông là một người rất nghiêm túc, một người em nghĩ rằng một người rất là yêu nghề khi mà ông luôn tâm huyết với nghề. Có thể một ngày ông đứng ở trên sân rất là nhiều khi mà kết hợp cả đội tuyển giữa U23. Tập luyện trong một ngày, một thời gian của ông đứng trên sân rất là nhiều. Và em nghĩ rằng tính cách của ông ấy là một tính cách nghiêm túc. Chính vì vậy là bọn em cũng sẽ cố gắng để thích nghi với ông ấy. Hoàn toàn đằng sau trường bọn em cũng rất là vui vẻ. Hiện tại thì em cũng đang được tập luyện và thể nghiệm ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Đây là một cái thử thách rất là lớn đối với em mà khi mà huấn luyện viên đang đòi hỏi em phải di chuyển rất là nhiều, nhiều hơn so với trước đây. Và tuy nhiên là không sao, em sẽ cố gắng để thích nghi đối với huấn luyện viên một cách nhanh nhất. Về cách chơi thì em nghĩ rằng em sẽ phải khác đi rất nhiều so với câu lạc bộ bởi vì em sẽ phải tuân thủ theo đấu pháp lối chơi của huấn luyện viên. Còn về việc ghi bàn thì khi mà bước vào trận đấu nếu như có cơ hội thì em vẫn rất khát khao để có thể ghi bàn trong màu áo của đội tuyển. Đây là một đợt tập trung có thể nói là thử nghiệm và đây là lần đầu em quay trở lại đội tuyển thì cá nhân em mục tiêu sẽ cố gắng để thích nghi, làm cái nào nhanh nhất để thích nghi với lối chơi của huấn luyện viên và có thể ghi điểm vào mắt của huấn luyện viên trưởng.